Activator nữa nè các em. Có khi nào chúng ta chế tạo ra một loại slime mới không các em? Hello, chị Kember và bé Kem Pepper. Mến chào tất cả các em. Các em ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò làm slime nha. Chúng ta sẽ làm slime theo kiểu quay cái vòng quay và trang trí và làm slime theo đó. Cái này lúc trước chị Kember đã có làm rồi với anh đi đó. Mấy tháng trước luôn, nếu mà các em chưa xem cái video đó thì hãy gõ tìm kiếm chị Kember trang trí slime vòng quay. Chị sẽ để cái link của cái video đó ở dưới luôn nha. Và ngày hôm nay khi mà chị lên trên YouTube thì chị thấy có một bạn là Villain City. Thì bạn này có làm slime vòng quay nữa, nhưng mà là một cái app ở trong điện thoại đó các em. Chị thấy rất là thú vị luôn, cho nên hôm nay chị sẽ làm như vậy nha. Và các em cũng đừng quên check out channel của bạn đó. Ok, bây giờ chị sẽ giới thiệu cho các em những cái món mà chúng ta có ngày hôm nay. Đó chính là rất là nhiều những cái vật để trang trí slime. Đó, quá trời luôn này các em. Rất là nhiều màu sắc và dễ thương. Và còn có hương và màu ở trong đây nữa. Rất là nhiều cốm. Không phải cốm mà là mút xốp. Nhưng mà đây không phải là một cái loại slime mà chúng ta sẽ làm bình thường, mà đây là một thử thách slime. Đầu tiên là chị Kember sẽ dùng cái app đó và sẽ cho tất cả những cái nguyên liệu này vào trong cái vòng quay. Và sau đó chúng ta sẽ quay cái vòng quay. Nếu mà chúng ta được cái nguyên liệu nào đó thì chúng ta phải cho nó vào trong cái chén hay cái tô gì đó. Và không biết cuối cùng nó sẽ ra như thế nào hả các em. Bây giờ chúng ta hãy lấy cái app đó và cho những nguyên liệu này vào ha. Đây là cái app mà chị Kember tải xuống nè. Còn đây là mấy kem rất là nhiều lông luôn. Ở trong này nó có rất là nhiều thứ luôn. Ví dụ như là DIY, background, cái vòng quay của mình, school supply, slime. Cái slime này đó các em, ở trong này nó rất là kỳ. Tại vì nó không có cho mình ví dụ như là làm những cái nguyên liệu, mà nó chỉ cho mình cái loại slime để chúng ta làm thôi. Trở lại nhà để tạo cho mình một cái vòng quay riêng. Ủa gì đây? Ồ, quảng cáo. Wow, đẹp quá đi. Chị sẽ chọn cái này nha, tại cái này có nhiều nè. Và bây giờ chúng ta sẽ điền tên những cái món mà chúng ta thích vào trong này. Đầu tiên chị sẽ điền keo sữa. Rồi, cái này là keo trong. Activator. Cơm. Không có dấu cho nên thành cơm. Pom pom. À, chị cầm bấm. Bấm lomo. Sốt. Kim tuyến. Fishbowl. Shaving cream. Kem cạo râu á các em. Color. Thôi chị Kember viết chữ màu ha. Màu. Còn thiếu gì nữa không ta? Hương liệu. Tự chọn. Và cái cuối cùng đó chính là Snow Wonder. Ở trên này không có clay các em, chị Kember muốn thay đổi cái nào đó thành cái clay quá. Chị sẽ đổi cái màu thành cái clay ha. Chúng ta sẽ tự cho màu vào. Rất sét các em. Ok, yeah, chúng ta đã có vòng quay rồi. Và bây giờ chị sẽ quay tổng cộng là 10 cái và chúng ta sẽ cho 10 món đó vào trong tô nha. Trời, không biết sẽ ra cái slime gì nữa các em. Các em nghĩ nó sẽ thành xấu hay đẹp? Chị nghĩ nó sẽ thành rất là xấu luôn. Quay thôi. Ủa sao nó quay? Ồ, phải bấm ok chứ. Ok, chuẩn bị quay nha các em. Trời, quay yếu xìu luôn. Hương liệu. Đất sét. What? Đất sét. Yay, chúng ta đã có đất sét rồi. Quá trời tiền luôn. Hứng tiền.
Trời ơi, các em ơi, chứa gì cho đất sét vào rồi? Làm gì mà kỳ lạ thế này các em? Chưa có cho gì mà đã cho đất sét vào rồi. Đây là đất sét Tesla Clay. Ui, đất sét rất là mềm, mình thích quá. Không biết sẽ ra cái slime như thế nào nữa. Các em nhớ để dự đoán của mình ở dưới bình luận là các em nghĩ cái slime này sẽ ra rất là kinh dị luôn hay là rất là đẹp. Ok, có đất sét rồi, qua đất sét mềm đã quá. Yeah, chúng ta đã có nguyên liệu đầu tiên rồi, bây giờ chúng ta qua lần quay thứ hai nha. Và nguyên liệu thứ hai chúng ta có chính là chơi activator. Trời ơi, activator vào trong đây không biết nó như thế nào nữa các em. Chưa có keo mà nó cho activator vào. Trời ơi, ngủ quá đi. Thì sẽ cho một muỗng nha. Nhưng mà cái này nó không phải là keo cho nên khi mà cho activator vào thì nó không có bị cứng này các em. Lần quay thứ ba. Snow Wonder. Chưa có cho gì đó cho Snow Wonder vào rồi. Mà không có nước nữa chứ. Đây đúng là slime ít trời mà các em. Lần quay thứ tư. Cho tôi kêu đi mà, cho tôi kêu đi. No. Trời, no 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 no. Not that safe again. Shaving cream. Yay. Chị muốn có keo mà nó không cho chị keo. Nếu mà chúng ta không có keo làm sao mà thành slime được đấy các em. Shaving cream. Wow, shaving cream thơm quá. Oh, nãy giờ các em có để ý không là tất cả những thứ mà chúng ta vừa quay đều là màu trắng hết. Snow Wonder nè, đất sét nè, shaving cream. Còn activator thì nó không có màu. Bây giờ là vòng quay thứ năm, hy vọng là chúng ta sẽ có keo nha các em. Keo đi mà, keo đi no. Đứng cho Kim Tuyến nha. Trời ơi, được sốt rồi các em. Không có dây. Mút xốp đây. Không có keo. 5 vòng rồi không có keo các em. Chỉ còn 5 vòng nữa thôi. Wow, đẹp quá. Trời, nhìn giống kem á. Kem mà có kẹo ở trên á các em. Wow, nhìn ngon quá. Vòng quay thứ 6. Hồi nãy giờ không biết chị Kim ơi có nếm lộn không? No, not activator again. Activator nữa nè các em. Không có kêu. Cái làm sao bây giờ? Eww. Cái gót nó luôn. Rồi, tiếp theo là thứ bảy nha. Không biết phải thứ bảy không ta? Các em nhớ đếm giùm chị Kim Bơ đi. Cho tôi keo đi mà. Yay, keo sữa. No, Snow Wonder again. Oh, Snow Wonder again. Các em ơi, cái này chị Kim Bơ quay mạnh á, không có được. Quay mạnh có chút xíu à. Oh, quay mạnh được nè, là nữa chị Kim Bơ sẽ quay thật là mạnh luôn. Lại cho Snow Wonder. Cái này chắc là slime may á các em. Không biết có ra hay không nữa. Ok, bây giờ là vòng quay thứ 8 nha. Hy vọng là chúng ta sẽ có keo. Keo, 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 keo đi. Yay, keo trong, keo sữa. Yay, chúng ta đã có keo rồi. Hay quá. Cuối cùng cũng đã có keo rồi các em. Trời, bây giờ chúng ta bỏ keo vào. Hồi nãy chúng ta đã có activator vào rồi. Không biết nó sẽ như thế nào nữa.
Rồi trộn lên. Chị đã thấy nó dính dính lại nè, nó hơi kết lại đó. Đúng quả thật, keo sẽ là vị cứu tinh của chúng ta, hy vọng là vậy nha các em. Chị sẽ tán nhuyễn những cái đất sét này ra. Ok, bây giờ chị sẽ quay cái nguyên liệu cuối cùng và sau đó chúng ta sẽ cố gắng để sửa cái slime này nha. Quay mạnh lên, yay! Trời ơi, quay quá trời luôn này các em. Lúc đầu tiên gì cái mơ không biết quay yếu xìu à. Gì đây? No, activator nữa kìa. Trời ơi, cái vòng quay này nó xấu quá các em. Nãy giờ chị Kim bơ được 3 lần activator luôn. Thôi để chị tán nhuyễn ra xong rồi cho vào. Rồi để chị tán nhuyễn ra nha. Ok, bây giờ chị mang bao tay vào nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhồi. Dính quá à. Giống như là cốm á các em, mà nó có rất là nhiều đường á, nó dính như thế này nè. Nhưng mà cảm giác cũng rất là đã nha. Ok, bây giờ chị sẽ cho thêm activator vào. Ok, tiếp theo chị sẽ dùng tay để nhồi thử ha. Wow, đúng là nó hơi dính đó các em. Có khi nào chúng ta chế tạo ra một loại slime mới không các em? Bây giờ chị sẽ cho một tí màu vào cho các em thấy cho nó dễ nha. Nhưng mà chị thấy cái màu trắng này nó rất là đẹp luôn. Chị sẽ cho màu vàng. À, trời ơi quá trời luôn. Ồ, các em hỏi tay chị Kim Bơm bị cái gì? Thì chị bị bé kem cào nè. Còn hai cái vòng tròn này là chị Kim Bơm lấy viết vẽ lên. Chị Kim Bơ ngồi hay lấy viết vẽ bậy quá. Cái này nó rất là mềm luôn á các em, đã lắm. Nó gần gần giống như là slumber. Bây giờ chị sẽ thử cho shaving cream vào để làm cho nó mềm thêm ha. Wow, các em ơi, cái này nó vừa giống như là slumber mà nó cũng có một tí gì đó cloud ở trong này nữa nè. Và cái tiếng của nó rất là đã luôn. Siêu mềm luôn á các em. Và chị nghĩ chúng ta đã làm cái slime này thành công rồi. Dự đoán của các em có đúng hay không? Các em nhớ nói cho chị Kimber biết nha. Và chị thấy cái này rất là thú vị luôn. Nếu mà chúng ta chơi một lần nữa thì không biết nó sẽ ra cái slime gì nữa hả các em? Nếu mà các em muốn chị Kimber chơi thêm một lần nữa thì các em đừng quên nói cho chị Kimber biết nha. Và đừng quên cho video này một like thật to. Ok, bây giờ thì chị Kimber tạm biệt các em. Yêu các em rất là nhiều. Bye bye.